Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện bắt giữ đối tượng lợi dụng mưa lụt đã tiến hành mua bán 980 bao thuốc lá 3 số 5 do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp lệ. Tại cơ quan công an, chủ hàng khai nhận đã chuyển tiền cho một nhà xe trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh để nhờ mua thuốc lá lậu ở Hà Nội, sau đó bán lại cho các cửa hàng trên huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Lợi dụng mưa lụt, lực lượng chức năng dễ mất cảnh giác, đối tượng đã tổ chức giao nhận hàng. Trên đường vận chuyển về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ. Phòng PC46 Công an Hà Tĩnh đã thu giữ 98 cây thuốc lá và tạm giữ một xe ô tô tải mang biển kiểm soát 38C08564, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.